nào. Ở trên Google, các thầy cô gõ what won. What là từ ấy các thầy cô. What là từ ấy, trong tiếng Anh ấy. W O R Z. What là tường, tên của rượu tường đấy. Nhưng rượu tường không phải tên rượu tường là bà tường ấy đâu, mà tường trong cát tường, có nghĩa là điểm lành ấy. Đó, các thầy cô enter thì nó sẽ ra một cái trang của Word luôn. Các thầy cô thấy hiển thị chưa ạ? À rồi, cô Hạnh Phan đã đưa lên word.net rồi. Đó. Nhưng mà mình muốn là các thầy cô gõ để đến khi các thầy cô tự search thì các thầy cô vẫn thấy được. Sau đó các thầy cô vào vào cái phần trên đấy, mình để tiếng Việt cho nên nó hiện tường từ, còn đâu các thầy cô sẽ thấy là nó hiện word luôn. Các thầy cô vào đó. Sau các thầy cô đăng ký ở bên cạnh cái từ English ấy, có cái chỗ đăng ký ấy. Để mình xem nào. Đó. Thì các thầy cô nhấn vào đăng ký. Sau khi các thầy cô được nhấn đăng ký, nó sẽ hiện ra một cái email address. Thì các thầy cô nhấn cái email của mình vào. Password thì các thầy cô nhấn password. Và nhấn lại password một lần nữa để các thầy cô đăng ký tài khoản. Sau các thầy cô nhấn vào I accept. Nhấn vào cái ô này này các thầy cô này. Hello. Ai ở đâu thì ở đó. Các thầy cô gõ email của mình này. Gõ password này. Gõ lại password một lần nữa này. Dễ lắm. Để mình xin phép tắt tiếng của thầy cô. Các thầy cô đừng bật lên nhé. Bởi vì là nhất là bên cạnh mình có em bé, cứ cho em bé ngồi cùng cũng được. Nhưng mà các thầy cô tắt tiếng đi. Sau đó các thầy cô nhấn lại password một lần nữa. Rồi nhấn vào accept và nhấn sign up. Thì các thầy cô sẽ có một tài khoản. Sau khi tạo tài khoản xong thì họ sẽ họ sẽ cho các thầy cô đăng nhập lại, thì các thầy cô gõ lại tên đăng nhập, có thể họ sẽ cung cấp cái tên đăng nhập khác với các thầy cô ạ, thì các thầy cô ghi lại cái tên đăng nhập đó và gõ password của mình. Thầy cô nhớ ghi lại tên đăng nhập nhé. Thì các thầy cô sẽ thấy ra một cái giao diện như thế này. Nhưng mà cái giao diện như thế này là mình đã làm một số bài rồi cho nên là nó mới hiện như thế này. Người ta sẽ cho các thầy cô tạo 5 bài thôi. Thế. Và sau đó là các thầy cô sẽ không tạo được nữa. Thì các thầy cô đã vào được đến đây thì các thầy cô nhấn giúp phím 1. Nếu các thầy cô đã vào tới đây các thầy cô nhấn giúp phím 1. Các thầy cô chưa có cái gì ở đây đâu nhá. Những cái bài này này các thầy cô chưa có đâu. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Rồi ạ, cảm ơn các thầy cô. Ở đây các thầy cô có thể vào tài nguyên của người khác để các thầy cô tài nguyên công cộng ấy. Để các thầy cô lấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các thầy cô. Các thầy cô đừng tạo gì cho mình cả. Bởi vì khi các thầy cô tạo thì nó chỉ được một bài thôi. Thì các thầy cô lấy tài nguyên của họ thì sẽ có được những nhiều bài trong một nội dung. Sau đó là các thầy cô có thể copy sửa đổi ở đấy. Hình như là Dự Tường có gửi một bài vào trong Zalo các thầy cô nhỉ? Các thầy cô vào Zalo đi. Đúng ạ, cô có gửi một bài vào trong đấy rồi ạ. Vâng, các thầy cô vào Zalo. Vào Zalo trong đấy này. Để mình xem nào. Các thầy cô nhấn vào Zalo ở trong đấy là cái bài đấy của mình, là mình đã cho nhiều nhiều câu vào trong một cái bài. Thì nó sẽ dễ dàng cho các thầy cô hơn. Các thầy cô nhấn vào đó. Để xem nào.
Đấy, ở đấy thì có các thầy cô vào được chưa? Mở ra được chưa? Mở trong Zalo được ra chưa? Rồi ạ. Vâng. À, cái bài đấy thì mình lại là chia sẻ cho học sinh chơi. À, thì các thầy cô không lấy được. Thôi các thầy cô dừng lại, dừng cái đấy lại. Bởi vì cái đấy là lát mình sẽ hướng dẫn cho các thầy cô là cách chia sẻ cho học sinh như thế nào và cách chia sẻ cho giáo viên thì ra làm sao. Rồi, bây giờ các thầy cô vào cái này nhá, vào cái mục này này. Community. Community. Các thầy cô nhìn thấy chưa? Community. Nếu mà tiếng Việt thì nó sẽ là cộng đồng ấy các thầy cô. Thì ở đây có những cái bài của cộng đồng. Các thầy cô nên chọn cái bài như thế này này, các thầy cô này. Đó. Có cái hình ảnh là cái rừng xanh này này hoặc là cái phần hình ảnh như thế này này, có một cái khung xanh bên ngoài này. Đó. Thì đấy là những cái câu mà nó những cái bài nó có nhiều câu. Các thầy cô chỉ cần lấy một thôi, lấy một cái đấy thôi. Thầy cô nhấn vào. Nhấn vào cái chữ đó. Nhấn vào cái bài đấy. Được chưa ạ? Có thể cô nhấn đã hiện lên chưa ạ? Nếu có thể cô nhấn mà nó hiện lên rồi thì có thể cô gõ phím 2. Mình đã để mạng lan rồi đấy mà nó vẫn còn quay buổi tối ấy, nhiều. Mình để phòng mở cho nên là chỉ có đủ 100 thôi, còn ai thấy cô nào vào sau phải chịu vậy. Thấy cô nào đã thấy xong rồi nó chạy nó hiện lên đấy, có thể cô chạy thử xem nào, chạy thử nó thú vị không ạ. Có thể là một cái khung này, có thể là một cái hình mê cung, có thể là một cái hình bánh quay, có thể cô chỉ cần lấy một thôi là được rồi. Được chưa ạ? Thử chạy em nhá, thì cô thử chạy cho nó giảm sao. Đấy, người ta sẽ cho 8 câu này này. Đó, thì ra thầy cô có thể nhấn tiếp, được chưa ạ? Xong rồi các thầy cô nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các thầy cô lấy cái tài nguyên này về cho bản thân các thầy cô. Rồi, cảm ơn thầy cô, chúng ta tiếp nhá. Có thầy cô nào thấy nhanh không ạ? Nếu mà nhanh thì các thầy cô gõ chữ nhanh. Còn vừa phải thì các thầy cô tiếp tục gõ phím 2. Rồi, cảm ơn các thầy cô, chúng ta làm tiếp. Các thầy cô nhấn vào Exit Content. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Các thầy cô nhấn vào Exit Content. Các thầy cô nhấn đi ạ. Đó. Cái này như mình này, mình sử dụng 8 trong số 5 tài nguyên đấy. Xong rồi đó người ta cho có 5 tài nguyên thôi. Khi các thầy cô exit content xong thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Để mình sẽ cho các thầy cô nhìn cái này. Mặc dù là free chỉ có 5 thôi nhưng mà mình có thể làm được đến tận đây 8 rồi. Thậm chí còn hơn nữa. Đây nhá các thầy cô nhá. Các thầy cô sẽ nhấn vào đó xong các thầy cô exit content. Thì các thầy cô có thấy là các thầy cô cô Loan chưa thấy gì ạ? Cô bật mic lên. Cô ơi, em chưa thấy cái edit content gì ạ? Ở đây này, ngay dưới cái khung ấy cô, ngay dưới cái bài tập ấy cô, ở cái phía dưới nhá có một chữ xe nhá thầy cô nhá. Xong rồi ở dưới chữ xe có cái bút ấy, có cái bút mà có 3 dòng, thì một cái dòng là có cái bút ấy, cô nhấn vào cái bút ấy. À vâng, em nhìn thấy rồi ạ. Nào. Đó. Edit để edit chứ. À vâng, đi. Rồi, thầy cô. Đấy, thầy cô nhìn thấy bài chưa ạ? Thầy cô nhìn thấy các bài chưa ạ?
Đó, thầy cô có thể sửa bài theo bài của mình. Ví dụ là thầy dạy toán thì thầy cô có thể là sửa thành là cộng trừ các số tự nhiên hoặc các phép tính trong số tự nhiên chẳng hạn. Thầy cô lưu ý nhá, ở đây nó là mình sử dụng của nước ngoài, cho đôi khi mình gõ xong ấy nó lại hiện ví dụ như chữ cộng ấy, nhiều khi nó lại biến thành ác, thì mình phải có một cái cách nào đó để mình thay đổi nó đi nhá. Các phép tính. Với số tự nhiên chẳng hạn. Đó. Thế xong là ở cái phần hỏi trả câu hỏi này, các thầy cô nhấn vào cái bút ấy, tức là cứ vào cái bút là các thầy cô là cái phần để các thầy cô sửa. Các thầy cô nhấn vào cái bút ở từng câu hỏi. Sau đó các thầy cô có thể họ sửa vào đấy. Ví dụ mình đang dạy lớp 3 thì mình đang chuẩn bị cho học sinh lớp 4, là học sinh lớp 2 thì nó sẽ là cộng số có hai có ba chữ số có nhớ một lần chẳng hạn. Cộng với 128 chẳng hạn bằng bao nhiêu chẳng hạn. Đó. Cô ơi, nhanh quá cô ạ. À dạ vâng. Thế cái thì cô đã ra được cái bảng để sửa chưa ạ? Nếu có thể cô đã ra được cái bảng để sửa thì có thể cô Rồi gõ cô ạ. rồi ở trên này nhá, là activity title có nghĩa là cái phần tiêu đề các thầy cô, hay là cái phần để cho các thầy cô yêu cầu học sinh, tức là cái đề mục của bài hôm đấy. Ví dụ thầy cô ôn về phép nhân này, hay là thầy cô ôn về các phép tính với số tự nhiên này, đấy là cái tiêu mục thì các thầy cô nhấn vào activity title. Hoặc và cái phần instruction có nghĩa là phần hướng dẫn học sinh, thì các thầy cô có thể gõ hướng dẫn cũng được, không gõ hướng dẫn cũng được. Ví dụ phần ghép đôi thì các thầy cô có thể hướng dẫn là kéo bảng với tới số phù hợp chẳng hạn. Còn phần này thì các thầy cô có thể là chọn đáp án phù hợp. Đấy, giả sử đây. Chọn đáp án đúng chẳng hạn. Cô ơi, cô cứ để tiếng Anh đi. Lát nữa nó sẽ có cái phần mấy tiếng Việt ở trên đấy. Nói chung là mình nên biết một tí tiếng Anh. Và mình đang hướng dẫn các thầy cô là chữ bằng tiếng Anh này các thầy cô này. Đấy. Trên cái tiếng Anh này, bởi vì nhiều khi á có những cái bài của người ta đấy, người ta không cho phép mình dịch sang tiếng Việt thì mình bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh như thế này. Với các thầy cô thực ra là nó rất là dễ cho các thầy cô ạ. Cái chữ tờ này, tờ y tờ l e này, cái tờ này có nghĩa là tiêu mục. Đó. In instruction có nghĩa là hướng dẫn. Thế còn là cứ nhìn cái bút này có nghĩa là cái phần sửa. Cứ nhìn cái thùng rác này có nghĩa là phần xóa. Cứ nhìn cái hai cái tờ giấy nó đi kèm với nhau này có nghĩa là copy làm đôi. Copy thành một bản nữa. Thì các thầy cô cứ nhìn thấy thế là các thầy cô làm thôi. Tức là mình quen với cái việc là nhìn các cái ký hiệu, thực ra là quốc tế đấy, người ta ngoài cái tiếng Việt, ngoài cái tiếng của người ta ra thì người ta thường sử dụng thêm một cái thứ nữa, đó là ký hiệu. Là cái ký hiệu này đó là cái ký hiệu, vâng cô hít chờ một chút ạ, cái ký hiệu này là ký hiệu quốc tế cho nên mình có thể nhìn vào đó và mình đoán được nội dung. Vì vậy là mình muốn là hướng dẫn các thầy cô nhìn các cái ký hiệu này mà các thầy cô đoán được là mình sẽ làm gì vào các cái ký hiệu đó. Được chưa ạ? Rồi, xin mời cô Hiếp. Dạ, em có một câu hỏi là vào cái phần câu hỏi hoặc là câu trả lời ấy, thì lại không có phần ghi hàm ấy, mà chỉ có mũ hoặc là căn ở, hoặc là cái phần dưới như kiểu hóa học thôi mà không có phần căn này hoặc là vuông góc các thứ ạ, thì bây giờ Vâng, làm kiểu gì để thầy ơi, có ạ? tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái phần đấy nhé. Cái đấy là nó có hình ảnh này, nó cái phần chèn hình ảnh này thầy này. Ví dụ bên cạnh cơ này, bên cạnh chữ cơ của mình này có hình ảnh này. Cái phần mà hôm nay mình làm là bài về số La Mã đấy thầy ạ. Thì mình sẽ phải search lên Google cái bảng số La Mã. Sau đó là mình sẽ cắt cái đấy, mình đưa vào cái phần hình ảnh thầy ạ. Bởi vì đây mình chỉ có mình tận dụng của người ta thôi, cho nên là nó có cái phần hàm trên này, có phần hàm dưới này, không có căn, đúng không thầy? Đó, cho nên là thầy phải phải cắt
thầy cắt cái căn ở cái chỗ khác thì chèn vào, hoặc là thầy gõ ở bên bên Word, gõ bên tốt nhất là gõ bên PowerPoint, sau đó chụp thành hình ảnh và chèn vào đấy, nó phiền phức một chút như thế, được chưa ạ? Rồi ạ. Vâng. Không, thầy hỏi như thế là đúng ấy, bởi vì là nếu mà thầy không hỏi thì lát nữa Diệu Tường có thể quên, cho nên là cứ cái chỗ nào các thầy cô không nắm được mà thầy cô hỏi Diệu Tường biết thì Diệu Tường sẽ hướng dẫn các thầy cô trả lời đó. Ví dụ đây nhá, mời các thầy cô nhìn thử một cái tài nguyên của Diệu Tường đây, nó là số La Mã. Đâu, đây, ôn về số La Mã đây đó. Giả sử như thế này. Là chiều nay mình làm để mình lấy cái tài nguyên cho học sinh của mình, mình làm cho học sinh của mình, thì toàn bộ cái số La Mã mình đã phải xước một cái bảng số La Mã từ 1 đến 12, bởi vì cái tiếng Anh ấy, gõ chữ số 1 ấy, các thầy cô ạ, nó cứ nhảy sang chữ tôi thôi. Nó nhảy sang chữ tôi là mình chịu chết rồi. Đó, các thầy cô thấy không ạ? Đấy. Thế thì là mình phải cắt đây, đây toàn bộ đây là hình ảnh mình cắt ấy, và mình cũng sẵn cũng có thể truyền được mà. Đó. Này, học sinh nó được cái gì nhỉ, tương tác đây các thầy cô này, nó được tương tác như thế này cho nó rất là thích. Xong lát nữa bài nó làm lại nó lại không hiện theo thứ tự này đâu các thầy cô, mà nó sẽ hiện lung tung này, nó đảo lung tung này, và đứa nọ không nhìn bài của đứa kia được. Cái này rất là thuận lợi cho việc là các thầy cô kiểm tra. Và lát nữa xuống dưới này thì các thầy cô có thể nhìn thấy bảng xếp hạng này, là đấy là những bạn nào đã từng chơi, tên là gì, bạn nào sai cái câu nào, và thời gian bạn ấy làm là bao nhiêu lâu, và học sinh lại không thể nhìn bài của nhau. Đấy là cái mà các thầy cô có thể áp dụng cho học sinh của mình, được chưa ạ? Bây giờ nha, mình sẽ hướng dẫn các thầy cô chỉnh sửa nội dung tiếp. Cái này là mình đã để sang tiếng Việt rồi nên nó chạy sang tiếng Việt mất rồi. Đây. Lấy luôn cái tài nguyên này các thầy cô nhá. Được chưa ạ? Bây giờ các thầy cô cái tài nguyên này nó là tài nguyên khác, lát nữa mình sẽ chia sẻ cho các thầy cô cái kho tài nguyên của mình để các thầy cô áp luôn vào trong cái kho tài nguyên của thầy cô. Các thầy cô đừng chỉ tải một tài nguyên của người ta thôi nhá, các thầy cô đừng tải nhiều nhá, các thầy cô tải nhiều tí các thầy cô không thể nào mà lấy được thêm tài nguyên nữa đâu. Thì các thầy cô tải một tài nguyên để các thầy cô sửa thôi. Các thầy cô quay lại cái tài nguyên vừa nãy đi để mình sửa, quay lại cái tài nguyên vừa nãy cho các thầy cô. Cái này là đã chỉnh sửa rồi. Thầy cô nào gõ giúp vào cái nhóm chia sẻ ấy, giúp mình mở cái cài đặt rồi đấy. Thầy cô gõ vào đấy là thành viên đã đủ thì xin mời các thầy cô xem lại video sau. Giúp mình chút. Thầy cô giúp mình chút. Một thầy cô gõ vào nhóm chia sẻ giúp mình ấy, là mời các thầy cô xem lại video sau. Đấy. Đây các thầy cô nhé, bây giờ các thầy cô gõ sửa này, bắt đầu từng câu này các thầy cô này, ở mỗi câu nó đều có cái bút, thì các thầy cô nhấn vào cái bút đấy. Đây là cái đề bài, ví dụ 1238 2336 này trừ đi 129 này, giả sử như thế. Các thầy cô xong, nhấn xong hoặc là nhấn đăng đấy, hay là end rồi đấy, mà cái câu trả lời thứ nhất của các thầy cô có thể là cái chỗ này là kiểu khác rồi. Đây là cái hình ảnh, chọn hình ảnh phù hợp với lại nội dung. Có lẽ phải chia sẻ cho các thầy cô một cái đấy nhá. Chờ mình chia sẻ cho các thầy cô cái. Một cái tài nguyên để cái tài nguyên cơ bản cho cơ bản nhất. Vừa nãy mình chia sẻ cái tài nguyên nào nhỉ? Để mình chia sẻ sang nha. Các thầy cô chờ một lát. Các thầy cô vào nhóm Zalo chia sẻ nhé, để các thầy cô lấy tài nguyên nhé. Các thầy cô nhấn vào xong các thầy cô chỉnh sửa là nó sẽ thành tài nguyên của các thầy cô luôn. Chờ mình một lát. Sao nó lại không hiện lên biết.
Ok. Các thầy cô vào nhóm chia sẻ các thầy cô nhé. Sau đó là các thầy cô nhấn vào cái link đấy. Để các thầy cô lấy đi. Lấy tài nguyên đấy. Hai. Hình như góc kia hay là con sang bên phòng bên kia. Xong rồi tiện đóng cho mẹ cái cửa phòng kia cho đỡ ồn. Con sang phòng bên kia ở cái chỗ ấy, uống nước ấy. Có thể cô lấy được chưa ạ? Lấy được rồi, có thể cô gõ phím 3. Rồi, có thể cô sửa xong đi. Đấy, chỉ cần có thể cô sửa một nội dung thôi. Một tí xíu thôi. Bảy giờ mình mới bật Zoom mà. Mới mở Zoom mà. Lại mới làm lại để đâu rồi. Yeah. Các thầy cô nhấn vào trong Zalo cái nhóm chia sẻ. Cô Lan Như là cô cực may mắn bởi vì có một thầy cô nào đó đã ao ra ngoài và cô nhảy vào đúng lúc người ta ao ra. Các thầy cô vào trong nhóm Zalo chia sẻ, nhấn vào cái link đấy, sau là có thầy cô exit nó đi. Thì xong các thầy cô đăng là nó lại trở thành tài nguyên của thầy cô. Đấy, và các thầy cô sửa đi. Sửa nội dung nó thành tài nguyên của thầy cô luôn. Sửa xong các thầy cô đăng nhá, đăng nó đi ở phía dưới khung à. Ở phía dưới á, các thầy cô sửa một nội dung thôi, không cần phải sửa nhiều, nó mất thời gian. Sửa một câu hỏi, một câu thôi. Đấy. Một câu thôi. Đấy, xong các thầy cô đăng này. Ở phía dưới cùng á, nó có cái chữ đăng ấy, thì có nghĩa là xong ấy. Thầy cô đăng phát là nó vào tài nguyên của thầy cô luôn. Các thầy cô đăng chưa? Nếu các thầy cô đăng rồi gõ phím 4. cô Lan Như nhá, cô vào trong nhóm Zalo. À, sign in vào đúng cái tài khoản của thầy cô ấy, người ta đặt lại cái tên tài khoản cho thầy cô. Vừa mình đã nhắc là thầy cô ấy ghi lại cái tên tài khoản đó, tại vì nó sẽ không đăng nhập theo cái Gmail của thầy cô đâu, mà nó sẽ đăng nhập theo cái tên mà người ta đặt lại cho thầy cô đấy. Thì có thể cô làm vào đấy này, vào trong Zalo có thể cô nhấn vào cái link đấy, thì nó sẽ hiện ra một cái bài, và hiện ra một cái bài thì có thể cô exit nó đây này. Đây, phần này này, ở dưới giữa xe này, các thầy cô vào exit content này, mình nhảy sang tiếng Việt này, đây này. Exit content này, đó. Thì sau exit content thì nó sẽ hiện lên một cái bảng gồm các câu hỏi, thì các thầy cô sửa các câu hỏi này, sửa một câu thôi, các thầy cô sửa một câu thôi, đó. Xong các thầy cô lướt xuống dưới đây, mình chỉ thêm một góc nữa này, các thầy cô này, các thầy cô muốn thêm một câu hỏi. Mình bỏ cái tiếng Việt để chuyển sang tiếng Anh vì nhiều thầy cô không. Đây, add a question có nghĩa là thêm một câu hỏi, thì các thầy cô muốn thêm, các thầy cô nhấn vào đó, nó sẽ có thêm được câu hỏi cho thầy cô, được chưa ạ? Nếu các thầy cô không muốn tạo thêm một câu hỏi mà các thầy cô muốn là một cái câu hỏi tương tự như câu trên, thì các thầy cô nhìn sang bên cạnh này, cứ có hai cái tờ giấy nó giống nhau ấy, thì có nghĩa là copy lên. Đó, có thể cô nhắc vào một phát nữa, có thể cô được một bài tương tự. Nhưng có thể cô chỉ cần gõ lại số liệu thôi là xong. Được không ạ? Cái này là vừa nãy mình đang làm dở cho nên nó mới thế này thôi. 1 kg gạo này, 1 kg. Và 638 g gạo. Thì là bao nhiêu chẳng hạn. Đấy, giả sử cái câu này mình cho một cái câu mình đang ôn về đại lượng đơn vị đo khối lượng chẳng hạn, thì toàn những cái là liên quan đến kg, gam, vân vân,
thì nó có mấy dạng bài, mấy bài dạng tương tự như thế này. Giống như cái bài mình dạy trong sách giáo khoa là bài 1 này, thì mình phải cho học sinh làm vài bài tương tự, thì có thể cô nhấn sang bên cạnh cái câu đấy, nó có một cái, nó có một cái tờ giấy đè lên tờ giấy ấy, thì cô nhấn đúc vào đó là nó sẽ ra một câu hỏi nữa tương tự như thế. Hay cô chỉ việc sửa nó thôi. Thấy chưa ạ? Cô ơi, nếu mà cô không nhìn thấy cái bút ấy, à, cái phần mà bài mình gửi cho các cô ấy thì nó chỉ có mỗi cái phần cái bút ở phía trên thôi, ở cái phần exit content thôi. Còn khi mà đã vào câu rồi thì lại không có phần đấy nữa. Các thầy cô có thể tắt bớt câu đi bằng cách là kích vào những cái dấu cộng này là nó sẽ tắt đi, hoặc là xóa câu đi. Các thầy cô thấy là mình định cho học sinh làm 5 bài thôi, thì các cô xóa bớt các bài kia đi bằng cái phím này này, bằng cái thùng rác này này. Các cô nhìn thùng rác rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Nhấn đi để xóa đi. Đó, nhấn để xóa đi. Muốn thêm vào này thì các thầy cô có thể có một dấu cộng này. Cộng có nghĩa là thêm. Có tiếng Anh ở bên ngoài bên cạnh hay tiếng Việt bên cạnh mà kệ. Các thầy cô chỉ cần nhấn phím cộng mà vị trí của nó là đang là câu này. Đây này, vị trí bên ngoài này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. À, thêm dấu cộng ở đây có nghĩa là thêm câu hỏi. Đó. Còn nếu mà ở đây copy có nghĩa là thêm một cái câu giống như câu trên, giống y như câu trên. Còn nếu thầy cô muốn xóa thì nhấn vào thùng rác. Xong có thể cô đăng. Đăng một cái là nó lại thành bài mới. Các thầy cô đăng xong thì các thầy cô gõ cho mình phím 1 đi. Nếu các thầy cô đã đăng xong thì các thầy cô gõ phím 1. Các thầy cô mà muốn vào đông rồi thì lần sau mình thu phí để mình duy trì tài khoản Zoom. Bây giờ mình chỉ nhu cầu cho sinh mình thì nó không cần nhiều thế. Được chưa ạ? Đó. Khi các thầy cô đăng xong ấy thì trong cái My Activity có nghĩa là tài khoản của các thầy cô mở ra đi, các thầy cô sẽ có tài khoản đấy, có bài của các thầy cô. My activity. Đó, các thầy cô sẽ thấy là bài của các thầy cô đấy. Nó trở thành bài của các thầy cô rồi. Có thấy không ạ? Nếu mà thấy các thầy cô gõ phím 2. Rồi, bây giờ nhá, các thầy cô để nguyên nó đấy nhá. Mình sẽ hướng dẫn các thầy cô lấy thêm một cái tài nguyên nữa. Đó, các thầy cô vào community để các thầy cô lấy thêm tài nguyên. Các thầy cô lấy 5 cái tài nguyên trong này. Nhưng mà từ từ các thầy cô phải tìm cái tài nguyên làm sao để mình có thể tận dụng được nó tối đa. Đó. Từ từ các thầy cô nha. Các thầy cô lấy cái tài nguyên mà nó có một cái khung bên cạnh này, có một dãy hình bên cạnh này và một cái khung bên cạnh nữa này. Các thầy cô nhấn vào đấy. Các thầy cô nhìn này, mà lấy một cái khung nhá, lấy một cái khung à. Rồi cảm ơn các thầy cô. Các thầy cô nhấy một cái khung này có hình này, một cái khung không có hình này. Các thầy cô lấy cái khung đấy để làm một cái tài nguyên tiếp theo của các thầy cô. Là cô cứ nhấn vào đó, xong có thể cô exit content, xong rồi đăng là về thành của thầy cô. Còn cái này ba cái này là một thôi. Đây là cái này này cái mê cung này, cái rừng này, cái này này, ba cái đấy là một, tí mình sẽ hướng dẫn. À, và cái vòng quay này là bốn cái này là một thôi, thì các thầy cô không cần phải lấy cả cái này, cũng chỉ là một thôi.
cô lấy cái tài nguyên thứ hai là tài nguyên đấy nhá thầy cô nhá. Tài nguyên thứ nhất là dự tuần gửi cho thầy cô rồi. Tài nguyên thứ hai cái thầy cô lấy là ba cái khung này này, cái hình chữ nhật này và hình chữ nhật tiếp theo này. Các thầy cô chỉ cần chỉnh sửa nội dung là thành của thầy cô. Tí mình sẽ hướng dẫn các thầy cô là lấy ảnh để ghi vào đây, lấy ảnh để chèn, sửa xóa cái ảnh của người ta đi và chèn cái ảnh của mình vào. Đó được chưa? Các thầy cô lấy xong rồi thì các thầy cô tiếp tục lấy một cái tài nguyên nữa. Đây, các thầy cô này, các thầy cô lấy một cái tài nguyên mà nó có chữ food thì các thầy cô này là thức ăn đấy. Có cái chấm chấm, có cái khung khung rồi các con xong rồi nối các que xuống ấy, cái chấm xuống ấy. Các thầy cô nhấn vào đó. Lấy tiếp tài nguyên đó. Cứ exit content xong đăng. Thế là xong. Các thầy cô không cần phải thao tác nhiều nhá. Lấy mấy tài nguyên nữa thôi. Đấy là các thầy cô có 1, 2, 3 tài nguyên rồi. 3 rồi. Thêm cái nào nữa này. Cái này mình chưa vào nên biết nó ra làm sao. Mình chỉ được lấy 5 tài nguyên thôi đâm ra này. Đây, có thể cô lấy cái tiền phiết này vào đi. Cái conjunction này. Đó. Cái điền khuyết này có một cái khung này. Có một cái chỗ để điền khuyết vào đấy. Các thầy cô nhấn vào đấy. Lấy một cái tài nguyên điền khuyết này. Là 4 thôi ạ. Cứ exit content đăng là lập tức nó về tài khoản của các thầy cô. Đấy. Có thầy cô chỉ lấy được 5-4 rồi đấy. Có thầy cô chỉ lấy được 3 thôi. Bởi vì là mỗi cái tài nguyên đấy nó lại có nhiều câu thì cái dung lượng của nó cho phép của mình chỉ được đến thế thôi. Điền khuyết đây cô cứ nhìn thấy một cái hình ảnh này. Cái hình ảnh là đâu điền khuyết đâu này. Có một cái chỗ trống đấy. Đây này cô này. Có một cái chỗ trống này. Đấy, ở trên nó có các cái hình ảnh này. Đây cô lôi xuống. Có thể là chỗ các thầy cô không, chủ yếu ở đây là bài tiếng Anh. Bởi vì là cái này của nước ngoài mà. Có một cái chỗ trống này các thầy cô này. Ở trên có mấy cái chữ đấy. Thầy cô nhấn kéo chữ đặt vào đấy. Kéo chữ đặt vào đấy. Nên nó ra. Có những tài nguyên nó hiện như này nhưng mà mình không lấy được. Bởi vì là họ để chế độ cá nhân. Như mình là những cái tài nguyên của mình là đang để chế độ cá nhân gửi cho học sinh thì được. Còn nếu mà mình để công khai thì mình sẽ gửi cho thầy cô, có thể cô có thể lấy được. Thêm một cái tài nguyên này đi, mình chưa thử cái tài nguyên này nhá các thầy cô nhá. Có thể cô cứ lấy đi rồi mình rồi có thể cô mò mẫm ra xem. Không chữ này này các thầy cô thử đi. Nói chung bây giờ mà các thầy cô cứ lấy một cái tài nguyên nào các thầy cô thấy thích đi. Trừ cái bánh xe này, trừ bánh xe, trừ rừng rậm, trừ mê cung này, trừ cái đầu tiên mình lấy này, đấy ba cái này, trừ ba cái này ra, còn có thể cô lấy thêm một cái tài nguyên mà có thể cô thích. Nếu có thể cô đã lấy xong 5 tài nguyên, dạ không hướng dẫn lại đâu cô đi ạ. Cô là cực may mắn bởi có một người lại vừa mới bị out xong rồi lại cô lại vào. Không hướng dẫn lại bởi vì chúng ta có rất nhiều nội dung. Cố gắng 9 giờ mình nghỉ. Còn lại tiếp tục đến buổi sau. Đó. Con sẽ không hướng dẫn lại. Hướng dẫn tiếp. Cô vào bất kỳ một cái. Cô vào trong nhóm Zalo. Cô lấy, cô nhấn vào đấy. Xong rồi cô lấy nó. Hoặc là cô lấy bất kỳ tài nguyên nào trong này. Cô nhấn vào này. Nhấn vào nó xong cô exit content. Xong rồi là đăng. Nhìn đâu đấy cái chữ exit content nó đăng, lấy 5 cái tài nguyên. Đó. Nhấn vào cái tài nguyên nào một nó bằng tiếng Anh hết cô ạ. Cô đi nhá. Cô đi này. Sau đó cô nhấn vào exit content này. Cứ lấy 5 cái tài nguyên ở trong cái này này. Community này.
Cô nhấn vào community, cô chọn 5 tài nguyên. Chọn từng tài nguyên một thôi. Cô vào edit content. Sau đó là cô xuống dưới, cô đăng ra đi. Đấy, còn cái phần sửa cô xem lại sau. Xong rồi cô lại lấy các cái đề. À, cái kiểu như thế này. Rồi kiểu như thế này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp các thầy cô nhá. Rồi, cảm ơn cô. Cô lấy 5 tài nguyên cô nhá, lấy 5 tài nguyên, nhớ lấy 5 tài nguyên. Những cái này là một này, những cái hình như thế này là một này. À, rồi là hình bánh xe là hai này. Hình nối là ba này. Là một thôi. Mê cung nữa, nó chỉ là một thôi. Bây giờ các thầy cô quay lại cái bài lấy xong 4 tài nguyên kia nhé. Các cô thầy cô sẽ tự xử lý với 4 tài nguyên đấy. Mình sẽ hướng dẫn các thầy cô xử lý một cái tài nguyên mà ở trong nhóm Zalo mình đã gửi. Đó. Các thầy cô đã lấy xong 5 tài nguyên, đã exit, mở My Activity ra. Mà các thầy cô thấy đủ 1, 2, 3, 4, 5 rồi thì các thầy cô gõ 5. Gõ phím 5. Nếu các thầy cô đã lấy được 5 tài nguyên rồi, các thầy cô gõ phím 5. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Mình sẽ chờ các thầy cô lấy đủ 5 tài nguyên. Bởi vì sau khi mình lấy 5 tài nguyên này nữa rồi, mình sẽ không lấy được nữa. Và mình chỉ sử dụng kho tài nguyên của mình được thôi. Vâng, xin mời thầy cô nào đang giơ tay mở mic phát nói ạ. Thầy cô nào đang giơ tay mở mic lên nói ạ. Một A4 lớp. Mời thầy cô. Thầy cô có thắc mắc gì ạ? Lớp 1A4. Thầy cô có thắc mắc gì không ạ? Cô ơi khi mà em mở ra để sửa bài ấy thì em lại không thấy có hiện lên mà đúng cái phông của cô trên màn hình của cô hướng dẫn ấy ạ. Cô ơi, không phải cái tài nguyên nào nó cũng giống nhau. Cô cứ nhìn những cái biểu tượng ấy là cô sẽ thấy biểu tượng cái bút là để chỉnh sửa. Và còn nếu mà nó không có cái bút ấy thì cô nhấn vào đúng cái nội dung câu ấy là nó sẽ hiện lên một cái bảng cho cô. Và trên cái bảng đấy mình xóa nó đi, giống như trên Word ấy, mình xóa đi, mình viết chữ khác vào. Được chưa? À rồi, vâng, em cảm ơn. Không phải cái nào nó cũng thế. Vì thế cho nên mình mới bảo các thầy cô lấy 5 cái tài nguyên khác nhau. Bởi vì lát nữa mình copy thì nó sẽ ra thế này này các thầy cô này. Đấy. Được chưa ạ? Bây giờ nhá, mình sẽ hướng dẫn các thầy cô xử lý cái mà mình ở trong. Mình gửi cho các thầy cô đấy. Sẽ thành 5 cái tài nguyên tiếp theo. Bây giờ các thầy cô lấy 5 tài nguyên xong rồi các thầy cô sẽ không lấy được nữa. Bởi vì nó sẽ báo là các thầy cô không được lấy nữa mà phải nâng cấp. Và hôm kia thì mình nâng cấp thì không thể nâng cấp nổi. Bởi vì nó bắt thanh toán bằng thẻ Visa mà mình chả thích đi nước ngoài gì cả. Thích đi nên đủ 64 tỉnh thành nhưng mà không thích đi nước ngoài cho nên là không làm thẻ Visa. Còn sau này mà thầy cô nào mà có điều kiện bay nước ngoài thì mà lại ưu ái dự tưởng mời đi thì đi. Nói đùa với thầy cô thôi. Xong chưa ạ? Bây giờ nha, ở trong đấy mình đã gửi các thầy cô một cái file là ôn tập toán 2 phải không ạ? Bây giờ các thầy cô nhấn vào cái 3 chấm này nè. Các thầy cô xong thì nhấn số phím 5 đi để mình tiếp tục đi. Sợ các thầy cô lại bị chậm quá, nhờ mình lại dạng nói nhanh quá. Nếu mà thầy cô nào cần chậm lại thì các thầy cô gõ là nhanh để mình làm tốc độ chậm lại. Tài khoản của mình không phát trực tiếp được.
Không phát trực tiếp được. Thầy cô nào gõ hẳn thứ 10. Rồi, xong chưa ạ? Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Vâng, xin mời cô Phạm Lam Hoàn. Mời cô bật mic. Em chào cô, chào tất cả các thầy cô giáo ạ. À, em có cô ấy, em vào sau nhóm mình rất lâu ấy, thì hiện tại em mới ở cái phần đầu của cái bài này. Thì bây giờ em muốn tải game thì vào đâu ạ cô? Bây giờ nhá, cô chậm lại một chút nhá. Ừ, chúng ta là cô Hoàn là... Thầy cô... Rồi, cô Hoàn thôi. Được rồi. Vào community ở trên này, cái phần ô tìm kiếm này thầy cô này. Đấy, ô tìm kiếm. Đó. Cô vào 5 tài nguyên, nhưng mà những tài nguyên này là giống nhau. Một là có cái hình khu rừng, hai là cái hình vòng quay, ba là cái thẻ bài lật, bốn là cái mê cung, năm là cái này. Năm tài nguyên này là giống nhau thì cô chỉ lấy một. Nhưng mà tốt nhất không cần lấy cái tài nguyên đấy, bởi vì mình đã gửi trong nhóm Zalo chat rồi. Thì cô lấy thêm cái tài nguyên như thế này, chữ phút này, cô nhấn vào đó. Sau cô nhấn exit content và cô nhấn đăng. Đấy, năm tài nguyên nhá. Một cái tài nguyên tiếp theo là cô bỏ, có một cái ô trống này. Cô nhìn mình hướng dẫn lại cô, sau đó là cô tự lấy nhá. Một ô trống này này. Đó, cô phải lấy năm tài nguyên xong thì mình mới tiếp tục được. Cô nhấn vào đó, cô lại vào exit content. Exit content ở ngay dưới cái hình này của nó đấy, có cái mũi, có cái bút ấy. Sau đó là cô lướt xuống dưới, cô đăng. Cái nội dung thứ ba cô là cô lấy đấy là có hai cái bảng, một cái bảng có hình, một cái bảng không có hình. Cũng lại exit content xong rồi là đăng. Đấy là cái nội dung thứ tư. Và một nội dung nữa, nội dung tùy chọn, cô thích tùy chọn nội dung nào cô lấy. Đó, cô lấy đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Cô Hoàn phải bắt buộc phải làm xong cái năm cái tài nguyên đó thì cô mới. Hiện tại đang có một người ra này, ai vào thì đó lại vào mất rồi. Định nhắn cho cái cô mà lại có người vào rồi. Được rồi, xong chưa ạ? Xong có thể cô nhấn phím 5 để chúng ta tiếp tục nha. Cô Hải Yến mà không làm, không theo kịp, cô Hải Yến dừng lại và chỉ lắng nghe thôi. Vì để cô lấy đủ 5 tài nguyên như vậy thì mình sẽ ra được rất nhiều kiểu bài. Còn nếu mà cô chỉ lấy một tài nguyên mà cô đã làm theo nữa thì sẽ không ra được nhiều kiểu bài đâu, mà chỉ ra được 5 kiểu bài thôi. Thực ra 5 kiểu bài đối với chúng ta là cũng là nhiều rồi đấy. Để chúng ta khỏi phải xây dựng một cái dạng bài phức tạp, đúng không thầy cô? Rồi, xong nhá thầy cô nhá. Bây giờ các thầy cô muốn ra một cái bài nữa tương tự thì các thầy cô nhấn vào, nhấn vào dấu 3 chấm. Từ một tài nguyên, từ một tài nguyên của các thầy cô. Đó, ok, không nhấn phím 5 nữa, được rồi, mình hướng dẫn tiếp. Từ một cái tài nguyên, mình hướng dẫn ngay tài nguyên các thầy cô lấy ở trong nhóm Zalo nhá. Thầy cô nhấn vào dấu 3 chấm. Có cái hai hình biểu tượng này, hai tờ giấy này các thầy cô này. Đó. Nếu các thầy cô muốn sửa cái tài nguyên của mình thì các thầy cô vào exit content, còn nếu mà không sửa, muốn xóa đi các thầy cô dùng delete, muốn chuyển nó đi cho vị trí khác thì chúng ta dùng move, muốn chia sẻ cho người khác chúng ta dùng share. Bây giờ mình chỉ hướng dẫn các thầy cô là sẽ tạo ra thêm một kho tài nguyên cho các thầy cô. Các thầy cô vào duplicate, có nghĩa là copy nó thành hai bản, có hai tờ giấy này, cái biểu tượng hai tờ giấy này. Đó, các thầy cô nhấn vào đó. Lập tức nó có một bản nữa, đó là bản copy of ôn tập toán 2. Rồi, rất là tốt. Cái tài nguyên của cô nó nhẹ cho nên cô sẽ lấy được 6 tài nguyên, thậm chí là 7 tài nguyên nếu mà tài nguyên nhẹ. Tài nguyên chỉ có một câu á. Còn tài nguyên mình gửi cho các thầy cô hình như là 7-8 câu á. Và chỉ cần 2 câu, mỗi tài nguyên 2 câu thôi là các thầy cô có thể tạo thêm các tài nguyên khác. Được chưa ạ? Các thầy cô copy ra một bản nữa. Các thầy cô nhìn nhá, nhấn vào dấu 3 chấm, nhấn vào duplicate thì ngay lập tức bên cạnh nó sẽ hiện lên một cái tương tự như của mình. Xong chưa ạ? Nếu xong các thầy cô nhấn chữ sở.
x. Nhấn chữ x xong để mình hướng dẫn tiếp. Mình chỉ hướng dẫn một kiểu thôi là các thầy cô sẽ làm được nhiều kiểu. Và chúng ta phải tranh thủ buổi tối hôm nay giải quyết được bốn nội dung. Còn cái sử dụng Microsoft Teams thì hiện tại là phải nợ lại các thầy cô buổi sau, bởi vì tài khoản Teams của mình ở Hải Phòng đang ngừng cấp và mình sẽ cấp lại cho thầy cô sau. Được chưa ạ? Rồi, mới có 16 thầy cô xong, còn có thầy cô khác sao nhỉ? Thôi mình quay từ đầu giờ đến giờ rồi. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Được một nửa thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp nhé. Cái nhấn duplicate thì nó nhanh thôi mà. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Toàn là học sinh xuất sắc. Mình đi dạy mà học sinh cũng hào hứng như thế này, chăm chú như thế này và xuất sắc như thế này thì cô nào cũng sướng các thầy cô nhỉ. Rồi, các thầy cô sẽ nhấn vào đấy nha, nhấn vào copy ôn tập toán 2 này. Dạ, cô xinh, không xinh lắm đâu thầy cô ạ. Các thầy cô nhấn vào đúng cái tài nguyên đấy. Bây giờ nhé, các thầy cô nhìn này, vừa nãy là, đây, mình chạy thử cho thầy cô nghe, xem. Đây là quiz show. Đấy là cái câu hỏi như thế này. Nó sẽ hiện từng câu. Sau đó là, cái gì đây? 2 bàn thắng 5 chia 2. À, 50 chia cho 50, x tra time, à đây, 45 cộng 45 bằng 90, nhấn vào 90. Đó, còn tiếp tục này. Tiếp tục, nó cho điểm. Sau là tiếp tục, nó cho điểm dựa vào vận tốc, cái tốc độ làm bài, số liền sau 99, tốc độ làm bài và làm đúng của các học sinh. Đó, thế thì đến khi lát nữa nó sẽ hiện cái kết quả bài làm của học sinh đây. Thế các thầy cô nhá, đây là cách thứ nhất. Các thầy cô tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây, dừng cái trò chơi này lại. Dừng lại đi. Các thầy cô nhấn xuống chữ quiz. Quiz Z này. Các thầy cô nhấn xuống quiz Z đi. Vâng, xin mời cô nhớ như ý rời phòng. Các thầy cô đã vào sau thì không thể theo được đâu. Đây, cô nhấn vào quiz Z đi thì các thầy cô sẽ thấy là một kiểu bài khác đó, thấy chưa? Bây giờ nhấc cái này, nhấn vào đây, xong rồi nhấn tiếp này, số tròn trục liền trước 42 là 40 này, nhấn vào kết quả, xong tiếp này. Xong rồi chia trừ đi này, 60 này. Tiếp này. Đó. 25 được gọi là gì, là số trừ, mình cho là số bị trừ đi. Đó, nó sẽ cho sai. Và nó chọn đưa kết quả đúng cho học sinh này. Xong tiếp tục này, số lớn nhất trong các số sau này. Giả sử mình chọn sai đi. Đấy, nó lại báo sai. Được chưa? Đấy là kiểu thứ hai. Nếu kiểu thứ hai này các thầy cô xong thì các thầy cô có thể lại exit và các thầy cô content vào. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn tiếp các thầy cô tiếp. Sau khi là làm xong cái kiểu thứ hai này rồi, các thầy cô có thể lại copy một lần nữa và các thầy cô chuyển sang kiểu thứ ba. Open the box. Đó. Rất là thú vị bởi vì nó số tròn đấy, nó sẽ lập từng câu một. Mình có 9 câu tròn trục liền trước. Đấy. Xong nó đưa câu tiếp này. Mình lật câu số 12 này. Em hãy nêu số lớn nhất có 3 chữ số. Số lớn nhất có 3 chữ số. Chọn số sai đi. Đó. Đấy.
số tròn trục nó lại tiếp này, xong lại lật tiếp này. Đó. Tìm số lớn nhất trong các số sau. À, mình lại đúng đi. À, à, lại sai tiếp rồi. Nó phải là 800 mấy cơ. Thế nên nó khóa lại luôn. Được chưa? Đấy là kiểu thứ 3. Kiểu thứ 3 xong các thầy cô thấy là đấy, mình các thầy cô lại exit content lại đăng. Vâng, không sao cô ạ. Thế xong các thầy cô lại sang kiểu thứ 4 này. Kiểu thứ 4 này thì nó yêu cầu học sinh là chơi mê cung. Đó. Cái con này này, nó phải đi đến số liền trước của 300. Số liền trước của 300 là 299 đúng không? Thế thì phải cho nó đi. Và phải dùng cái phím chuột lên xuống, nó chơi như trò chơi này các thầy cô. Mình chơi nó kém lắm, trò chơi mình chơi kém lắm. Đấy. Và nó đi vào. Đấy, nó vượt qua rồi. Ui. Đấy. Nó sẽ dùng cái phím lên xuống. Đó. Đấy này, các cháu thích lắm cô, các thầy cô ạ. Đó, được chưa? Dùng cái phím lên xuống phải trái để nó đi. Đấy. Số lớn nhất có 3 chữ số. Số lớn nhất có 3 chữ số. Đây, số này. Đấy, dùng mũi tên. Lên xuống phải trái nó đi lên. Đấy, đấy. Cô Tường chạy loạn lên rồi. À, nó gặp phải con ma kia, con ma ăn mất rồi. Phải tránh được con ma nữa. Được chưa ạ? Cái kiểu tiếp theo, vẫn cái là dạng bài này, nhưng kiểu tiếp theo là vòng quay số. Spin. Đó, vào câu nào thì học sinh phải trả lời câu đấy. Số liền trước của 300 là số 299. Ờ, không biết gõ. Chết rồi. Gõ là chỗ nào mình quên mất rồi. Cái này không biết gõ kiểu gì, quên mất rồi các thầy cô ạ. Mình search nó lại sao. Đấy, nhất trong các số sau đấy. Cái này thì mình làm cái chạy tên của học sinh ấy. Hôm nọ mình làm cái chạy tên của học sinh, cho nên là mình lại không sờ đến cái việc là trả câu trả lời. Đó. Mình làm cái chạy tên của học sinh ấy. Chạy là bạn A, bạn B, bạn C này. Có thể cô có thể chạy được hết học sinh lớp mình. Nó gọi học sinh là bạn nào trả lời đấy, để quay đánh cái số mình có gửi cho các thầy cô rồi đấy. Xem nào, không biết là cái này nó như thế nào, thì các thầy cô thử tìm kiếm xem cái cách trả lời như nào. Chị ơi, vô cái chỗ spin it thôi chị. Mình spin it rồi đây này, mà nó chỉ quay thôi. Bên em spin it nó có chạy. Nó chạy rồi, nhưng vấn đề là mình biết câu trả lời á. Em thấy speed it sao nó chạy, xem ấn trực tiếp cho câu trả lời nó dừng luôn. À thế à? Chứ mình lại không ấn được. Hay cái chỗ của mình nó bị lỗi không biết. Rồi, thế các thầy cô nhá. Còn khi mà xong trả lời xong ấy, thầy cô nhấn ở cái bên phải này này. Cũng gọi tên học sinh ấy, mình hôm nọ làm cái gọi tên học sinh. Đấy, any minute này thì nó sẽ biến luôn cái phép tính ấy đi. Mình gọi tên học sinh, gọi xong rồi mình ấn any minute thì nó biến mất tên học sinh ấy đi. Nó còn lại những học sinh còn lại. Hay không ạ? Ở các thầy chỗ các thầy cô có thể gõ được kết quả thì các thầy cô làm thử gõ kết quả nhé. Điều ở chỗ trống 400 này. Đó, mình không gõ được kết quả. Mình không gõ được chỗ sau chỗ mình không gõ được, không biết. Đó, được chưa? Thế từ một cái đây cái show on là đây, từ một cái tài nguyên đấy, các thầy cô nhấn vào cái show on này này, show on từ một cái tài nguyên này, các thầy cô có thể tạo ra 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 bài, 11 kiểu bài, được chưa? Bây giờ các thầy cô về my activity đó, các thầy cô cứ copy là các thầy cô edit nó ra, duplicate ra là cái thầy cô sẽ ra được rất nhiều. Được chưa? Thế thôi. Sau đó các thầy cô sửa nội dung của các thầy cô và gửi cho học sinh. Thầy cô xong cái đã làm được các cái kiểu bài như thế này xong thì các thầy cô gõ phím 1 đi.
để mình hướng dẫn tiếp sang cái phần là gửi cho học sinh và gửi cho giáo viên, chia sẻ nguồn tài nguyên cho giáo viên. Ví dụ như là các thầy cô cùng dạy lớp 3 này, các thầy cô chắc chắn là trong ý tưởng đầu của các thầy cô thì không tài nào mà lại cô này lại nghĩ 10 câu giống y như cô kia. Ví dụ như là mình thì không thể nào nghĩ 10 câu giống y cô Thảo, cô Thảo cũng không thể nào nghĩ được 10 câu giống cô Huệ được hay cô Phương được. Đó, do đó là mình có thể chia sẻ tài nguyên cho nhau. Cùng một cái thời điểm đấy mình có thể chia sẻ tài nguyên nhau thì mình sẽ có được ví dụ 10 tổ 3 của mình là có 10 giáo viên. 10 giáo viên làm thì mình có thể là có luôn 10 bài, 10 bộ đề như thế, 10 bộ bài như thế để cho học sinh nó ôn. Mà có thể cô có thể đưa về các dạng bài khác nhau được ạ. Thì các bạn bánh quay về tí mình phải tìm mình hiểu lại cái bánh quay một tí. Các thầy cô gõ được kết quả mà mình không gõ được kết quả thì hơi kỳ lạ nhỉ. Đó, xong chưa ạ? Bây giờ mình sẽ gửi cho các thầy cô nha. Các thầy cô nhấn vào dấu 3 chấm. Thầy cô định lấy một cái bài nào thì cô nhấn vào dấu 3 chấm. Thầy cô nhấn vào phím share. Đây là cái thầy cô sẽ share ở cái set assignment, là cái thầy cô sẽ share cho học sinh. Đây, share cho học sinh. Đó. Và đây là deadline, có nghĩa là cái giới hạn thời gian. Thì mình không giới hạn thời gian cho học sinh. Và mình muốn học sinh là nhấn tên của các em mới vào thì nhấn enter name. Đó, và start. Và start. Start xong thì các thầy cô copy cái link này, gửi vào nhóm Zalo giống như mình á. Đấy là các thầy cô sẽ có bài cho học sinh. Thế còn nếu mà thầy cô nào mà muốn gửi cho giáo viên thì các thầy cô vào make public. Đó. Đây là cái độ tuổi, mình vừa mới thêm độ tuổi là 8 đến 10 tuổi là cho trẻ con. Và mình có thêm cái nội dung đây là lớp 3. À, vâng. Thế sau đó là mình publish. Ở publish xong thì nó lại cũng có một cái link và mình gửi đi. Và khi gửi link như thế này thì các thầy cô có thể lấy và lại làm thành tài nguyên của mình. Còn nếu mà mình gửi link cho học sinh thì các thầy cô chỉ có thể chơi được thôi. Đây, vào dấu 3 chấm các thầy cô nhá. Vào exit content. Như này là mình nghĩ rằng là một bài nó có 11 dạng bài, một các thầy cô làm một tài nguyên, các thầy cô có thể làm thành 11 kiểu bài khác nhau. Vậy thì các thầy cô chỉ cần lấy một tài nguyên, các thầy cô copy ra là xong. Exit content ạ. Thầy cô nhớ nhấn vào cái phím dấu 3 chấm này, các thầy cô share này. Đó. Nếu gửi cho giáo viên thì các thầy cô vào get link. Được chưa ạ? Vâng, nếu mà gửi cho học sinh, đây này, as a teacher, có nghĩa là cho những học giáo viên khác, còn my students, có nghĩa là cho học sinh của mình. Thì get đây, as a teachers, thì có thể cô vào đây. Đó, và copy link gửi đi là xong. Còn nếu mà có thể cô gửi cho học sinh, thì có thể cô vào my students, và ở dưới có set assignment. Đó. Và lúc này các thầy cô, học sinh không hề cần tài khoản. Giống như vừa nãy, giống như hôm nay ấy, mình có gửi vào nhóm Zalo chia sẻ cho các thầy cô đấy. Bây giờ cô nhấn vào các thầy cô chơi được luôn. Và khi các thầy cô chơi thì ở trên cái bài của mình, không biết là mình gửi cái gì nữa cơ. Không biết gửi cái gì. À, gửi cái tài khoản khác. Thế thì khi mà học sinh chơi ấy, thì nó sẽ hiện luôn cái kết quả ở dưới này các thầy cô này. Bảng xếp loại này, đứng thứ nhất học sinh nào này, được bao nhiêu điểm này. Đấy, bây giờ nhá, mình gửi thử cái này vào trong cái nhóm chat của mình, ô chat của chủ của các thầy cô nhá. Các chỉ cần vài thầy cô chơi thôi thì mình sẽ chỉ cho các thầy cô xem học sinh nó hiện kết quả ra làm sao các thầy cô nhá. Đây, mời các thầy cô nhấn vào link ở dưới ô chat. Đó. Các thầy cô chơi một tí đi. Chơi một tí cho vui đi. Đó, thầy cô chơi đi.
hai ba câu thôi, không cần nhiều, ba bốn câu thôi. Nếu thầy cô chơi xong khoảng 3 câu nữa thì cô nhấn phím 2 đi. Thôi khoảng 2-3 câu thôi, có thể cô nhấn phím 2. Thầy cô nào ra thì mình lại chuẩn bị hướng dẫn nội dung tiếp theo bây giờ đấy. Cái này sắp xong rồi, cái này chỉ khoảng 5 phút nữa là có thầy cô xong thôi. Chưa đến 5 phút. Rất là thú vị phải không thầy cô? Ước ao làm sao học sinh của chúng ta, tất cả các cháu đều thích học. Nó phải thích thầy cô, nó phải thích học thì tự dưng kiến thức nó vào đầu. Còn nó mà không thích học, nó lại không thích thầy cô nữa thì kiến thức nó không vào đầu được. Nó chỉ có ngồi ngủ với các thầy cô ạ. Nhưng mà mình đã cho chơi trò chơi thì đứa nào cũng thích. Và cả đứa buồn nhất, đứa chán nhất thì nó cũng bị các bạn lôi kéo vào. Các thầy cô chơi xong chưa? Rồi, ok, các thầy cô đã xong ba có rồi. Vâng, hay không ạ? Quá hay đấy ạ. Các thầy cô thấy là bản thân mình khi mà được chơi mình cũng còn thích nữa mà. Vâng. Nữa là học sinh. Tao vào view di dân nó không ra kết quả. Đấy, sau khi mà các thầy cô chơi ở phía dưới này, các thầy cô nhấn vào đúng cái tài nguyên của mình ấy ở phía dưới này này. À, chắc là chưa kết thúc rồi, nó chưa cho các thầy cô xếp lại. Nó sẽ là xếp người thứ nhất là tên là gì này, ví dụ như Vi Anh này là bao nhiêu điểm này, người thứ hai này, và nó sẽ hiện luôn là à bạn này chơi là, để mình chơi nhá. Bạn này chơi là sẽ được vâng. Vâng, rồi cô ạ. Và các cô thấy rằng là học sinh cô nào không theo kịp mà thực ra nó không không khó đâu, mình sẽ hướng dẫn lại các thầy cô vào buổi sau nếu các thầy cô muốn. Thầy cô nào muốn nghe thì sẽ hướng dẫn buổi sau. Vâng, cô Tâm hỏi đi ạ. Vâng, cô ơi, cho em học. Khi mà học sinh chơi ấy thì mình copy cái link này gửi cho học sinh thì học sinh có cần phải đăng nhập những cái này không ạ? Không, hay không là cô ạ. Nhấn vào phát chơi luôn được. Học sinh nhấn phát chơi luôn. Vâng. Học sinh đang học trực tuyến qua Zoom ấy ạ. Vâng. Thì học sinh bấm vào như thế là chơi được luôn ạ? Bấm vào chơi luôn thầy cô, giống như các thầy cô đang bấm vào đấy. Là không, các thầy cô đang bấm vào Zoom ấy chứ. Thầy cô chỉ cần nhấn, mình yêu cầu học sinh nhấn tên thì nó sẽ có chữ name ở đây. Đấy, còn nếu mà không yêu cầu thì có cái phần mà đây, để mình hướng dẫn thầy cô cái phần chia sẻ mà không, đây. Cái phần chia sẻ này các thầy cô này. Đấy, đây, nếu các thầy cô không cần học sinh ấn tên thì các thầy cô bỏ cái tick này đi. Enter name, bỏ tick đi. Thì xuống dưới, đây này, xuống dưới phía dưới này. Có nghĩa học sinh nó không cần nhấn tên, nó mình ẩn tên nó đi. Thế còn mình muốn là chữa bài triệt để và muốn học sinh nó nắm được kiến thức tới đâu thì mình nhấn vào enter name để học sinh nó chơi. Thế là khi học sinh nó chơi đấy thì nó sẽ hiện tên của nó lên và hiện số điểm, hiện cả cái câu nó sai ở cái bảng đó. Nó sẽ là câu 6 bạn ấy sai chẳng hạn, hay là câu 7 bạn ấy sai chẳng hạn, thì cô xem trong câu 7 là cái gì, câu 6 là gì, hoặc là nhiều bạn đã sai ở câu 5 chẳng hạn. Đôi khi thỉnh thoảng Diệu Tường còn làm sai đề. Học sinh nói là nó làm sai toàn bộ, mình mới phát hiện ra hóa ra mình sai, không phải học sinh sai. Vâng, mời cô nào giơ tay thì phát biểu đi ạ. Cô Tường cho chị hỏi là nếu mà muốn gửi vào học sinh thì gửi vào chỗ nào nhỉ? Cái danh sách để thế nào để biết được gửi học sinh? Cô ơi, cô chỉ cần gửi đây nhá, xe nhá, cô vào xe này. Cô gửi cái này này vào cái My Student này. Cô vào Set Assignment này. Đó, xong rồi cô đây là cho yêu cầu học sinh nhấn tên này,
và bên này là cho thời hạn là không thời hạn này. Sau đó là cô nhấn vào start. Cái này nó đã mặc định là hiện cô trả lời và bắt đầu lại này, nhấn vào start. Thế thì nó sẽ hiện ra một cái link, cô copy cô gửi cho học sinh là xong. Là học sinh tất copy gửi vào, có thể gửi vào nhóm Zalo, có thể gửi vào Messenger, có thể gửi vào tin nhắn. Tin nhắn thường cũng được cô ạ. Thì học sinh vẫn nhận được cái đường link đấy. Và những cái tên đấy, những cái tên ấy thì chị thấy là chỉ có một mà mình có tên một bạn thì mỗi gái được một lần thôi chứ đúng không? Không không, chị ạ. Tức là khi học sinh nó chơi xong rồi, nó làm lại, nó nhấn lại cái link một lần nữa thì nó lại phải gõ tên một lần nữa, và lát nữa nó sẽ hiện là ví dụ bạn link lần thứ nhất, link thứ hai, link thứ ba, link thứ tư. Nó chơi bốn, nó học, nó làm bốn lần thì nó hiện hẳn bốn cái tên link ở đấy. Đấy, ở phía dưới này này chị này, đây này, đó, ở cái bảng này. Đó, nó sẽ hiện học sinh ra. Được chưa ạ? Vâng. Chị vào cái more này, more vào view season đây. Cái phải tài khoản khác của em cơ thì nó mới ra được cái tài khoản này. Thì hôm trước là nghĩ rằng là nó chỉ cho 5 tài khoản thôi, cho nên là em để một đây. Cô nào hỏi tiếng Việt với tiếng Anh đi nhá, cô vào cái ngay cái phần login này này, ngay phía đầu này này, nó có chữ English này, cô chỉnh nó lại thành tiếng Việt. Nó không cho tiếng Việt luôn, không biết tiếng Việt ở cái chỗ nào luôn, không nhìn cái bảng không có tiếng Việt. Rồi em cho cô chỉnh tiếng Việt ở trên cái chỗ cạnh cái khóa ấy ạ, ở trên đó cạnh cái khóa ấy ạ. Cạnh đây đây ạ, à? À đây ạ, à? Đây vâng, đây cái chữ R đây đúng không ạ? Đây đúng rồi, đây tiếng Việt đấy. Rồi để em lấy cái này, cái tài khoản này đi. Tài khoản này nó có học sinh đã chơi xong hết rồi. Biết gửi cho học sinh cái bài nào. Mày mò đấy cô, tại vì hôm nọ là ngồi ngồi cả buổi mò mẫn nên nó ra làm sao thì tìm ra được nó, thì là phải quảng cáo cho các thầy cô luôn để các thầy cô còn giải quyết cho học sinh của mình. À, xem là hôm nay có gửi về ôn về số La Mã cho học sinh chưa nào. Ôn về số La Mã khác rồi. Đây là à, đây rồi, chắc chắn là đây rồi. Đấy, có bạn ấy like team ở đây rồi. Đấy, cái này cô nhìn thấy chưa? Cái bảng xuống dưới này, cái này cô này, khi các thầy cô gửi cho học sinh cái gì thì các cô lướt xuống dưới. Đó, bạn Tân này là 32,5 điểm này, đứng thứ nhất này, với 12 câu đúng này. Đấy, bạn Minh Trí là 12 câu đúng này. Ờ, thời gian là 1 phút 46 giây này. Đó, bạn đứng thứ nhì là bạn Thiên 74 này. Thời gian là 34.9 phút này. 34.9 giây, đúng 12 câu. Đó, các thầy cô thấy chưa? Nó bảng xếp hạng. Nó khi mà cô ơi, cô Quỳnh ơi, khi mà cô chơi đấy. Dạ, cô chờ tí nha, cô thầy cô Thuận gì đó chờ một tí nhá. Cô Quỳnh ơi, khi học sinh chơi đấy là nó có âm thanh luôn, âm thanh mặc định luôn cô ạ. Đấy, chứ mình không cần phải cài cái gì cả. Tự nó có âm thanh mặc định luôn. Nếu mà trong khu rừng ấy nó hiện, nó sẽ ra tiếng hồ, tiếng hổ gầm, tiếng hươu, tiếng vượn, rồi các loại tiếng của rừng xanh. Đó, học sinh thú vị lắm. Cô gì vừa hỏi gì với nhỉ? Các cô hỏi, các cô bật mic đi nhá, mình ngại đặt. Chào cô ạ, em chào cô ạ. Rồi. Cô có một số câu hỏi nho nhỏ, đây chỉ là ý kiến tham khảo của em thôi ạ. Rồi, hiện rồi. Tại thì em chia sẻ là em đang dạy ở khối 2 mà bây giờ em đang chơi ở trong phần mềm, em lại thấy có một chút tiếng Anh, thì không biết cái tiếng Anh này có đổi được sang tiếng Việt ở máy điện thoại của các bạn. Cái này, cái tiếng Anh đấy là cô phải kiểm tra ngay trong cái lúc cô làm đấy. Cô làm đôi khi là cái tiếng Anh, ví dụ chữ quả, kết quả đấy, nó thường hay đưa về season đấy.
Đấy, rồi là những cái từ mà nó thông dụng ấy, nó thường đưa về tiếng Anh thì cô phải tìm cách, ví dụ như kết quả thì cô phải nhấn kết phẩy quả hoặc là cái gì đấy. Tức là mình phải cho một cái biểu tượng khác nữa vào để nó không bị đổi thành tiếng Anh, hoặc là cái tìm cái từ tương đương, bởi vì cái phần mềm này là phần mềm của tiếng Anh, nó sẽ mặc định sang tiếng Anh. Vừa nãy mình làm cái bài tiếng Việt đấy, và mình cũng phải mất hơi bị nhiều thời gian, bởi vì tiếng Việt nó, mình cứ gõ cái chữ tiếng Việt nó lại sang tiếng Anh. Ví dụ như là cái số 1 La Mã đấy, mình gõ chữ dấu 1, số 1 La Mã là gõ chữ ai viết hoa, lập tức nó viết thành chữ tôi luôn. Đấy, nó chuyển tiếng Anh, tiếng Việt nó đảo lộn lung tung, cho nên là lúc đấy là mình sẽ phải phải làm như thế này, hướng dẫn các thầy cô. Quên đấy, nếu các thầy cô không hỏi là mình sẽ quên. Em cảm ơn rồi cô ạ. Bây giờ em với ạ. Vâng, trả lời cho cô này trước. Mình sẽ trả lời cho cô Thuận, cô Thuận, thầy Thuận gì trước anh nhỉ? Các thầy cô phải bật mic mình nữa. Hiện ra một bảng có dòng và exit duplicate thì chọn vào dòng nào để ra cái kiểu câu khác không? Kiểu bài khác thầy cô này, thầy cô không cần nhấn exit sang cái kiểu bài khác, thầy cô copy nhá, copy làm đôi nhá. Sau đó là các thầy cô, đây giả sử đây nhá, mình có một cái dạng bài này mình gửi cho học sinh này, mình copy thêm một cái này nữa này, thì cái này mình không muốn để kiểu dạng đấy nữa, và mình muốn để kiểu dạng khác, thì các thầy cô nhấn vào đây, nhấn vào kiểu đấy, nhưng mà là kiểu khác, kiểu này chẳng hạn. Đấy, đấy thì nó sẽ ra cái kiểu khác đấy thầy cô này. Đó, một này, đấy, tiếp này, hai này, tiếp này, ba này, đó, được chưa? Thì thầy cô nhấn luôn ở đây này, hoặc là show all này, là ra các cái kiểu nữa nữa này. Đó, có thể là ra đầm cát này, nó ra cái kiểu khác nữa này. Xem nào, cái kiểu này mình còn chưa thèm sờ đấy, nên không biết nó ra làm sao. Quay này, à số này là số 11. 11 thì làm thế nào để ra được gì? Có 11 à? Mình chưa mò đến cái này. Tỉnh sáo bà như đánh bạc thế này. Sao lại không gõ được không biết. Đây chỉ có là sáo lại nhỉ, undo là kia này. À, chắc là xem gửi cho học sinh nhìn liệu nó có được không nhá. Xe này. Cái này nó lại không cho gửi cho học sinh, lại chỉ gửi cho giáo viên thôi. Có thể là cái tài nguyên của mình nó. Thôi cái đây tìm hiểu sau các thầy cô nhé. Mình phải kiểm tra xem là tại sao mình không gửi được cho học sinh. Bởi vì từ chiều đến giờ là gửi học sinh ok hết. À chết rồi. Copy này mình chưa. Các thầy cô ạ, cái này các thầy cô lại phải làm cái này nữa cơ. Với cái bản copy ấy, nó sẽ không cho gửi. Đấy, thì các thầy cô phải xóa cái chữ copy này đi. Đấy, ôn về số là mã, ví dụ đây các thầy cô có cái gì chưa sửa. Ok, cái bản copy nhá, nó xong cho thầy cô gửi. Quên mất đấy. Được chưa ạ? Đấy, xong bây giờ là có thể gửi được này. Bỏ cái chữ La Mã đi. À, bỏ cái chữ copy đi là nó sẽ cho gửi. Đấy, bây giờ mình sẽ gửi thử xem nào. Đấy, được rồi các thầy cô nhá. Bây giờ các thầy cô này, mình sẽ hướng dẫn các thầy cô sửa cái hình ảnh của người ta. Đây giả sử. Vâng đúng rồi đấy cô, không cần sửa thành tên khác mà cô phải bỏ cái chữ copy đi. Bỏ cái chữ copy off đi, có nghĩa là cái bản đấy là bản copy, bản chưa sửa thì nó không cho các thầy cô gửi. Miễn là bỏ cái chữ copy hình trước đi. Đây mình hướng dẫn các thầy cô sửa ảnh của người ta nhé. Đây các thầy cô vào edit content, cũng vào edit content. Bây giờ hiện tại mình đang để ảnh này này cô này. Đây là ảnh đấy thầy cô. Đấy, ảnh. Thì các thầy cô nhấn vào cái ảnh đấy, các thầy cô remove nó đi. Remove đi. Đấy. Thì lập tức nó mất ảnh. Được chưa? Và các thầy cô lấy ảnh khác vào. Ví dụ ở đây là thầy cô không phải là số 1, thầy cô cho là quả táo chẳng hạn. Đó, học sinh lớp 1 cần học sinh lớp 2 nhận biết đồ dùng trong nhà chẳng hạn. Hay là cái ghế đi. Cái ghế đi.
thì thầy cô nhấn vào cái ảnh bên này là tương đương với cái ghế. Bên này nhá là từ cái ghế và ảnh tương đương nó sẽ là cái ghế. Thì cô nhấn vào nhá. Nhấn vào đây. Ở cái search for amazing này các thầy cô có thể là gõ chữ share. Thì nó nhấn enter nó sẽ ra một loạt cái ghế cho các thầy cô. Nên cô phải gõ bằng tiếng Anh. Còn nếu mà các thầy cô không muốn gõ tiếng Anh thì các thầy cô đã search sẵn Google cái ghế. Ghế. Đấy, giả sử như thế. Đây, thì rất là đẹp đây. Sau đó là các thầy cô lưu về máy, lưu hình ảnh thành. Các thầy cô thích lưu ở trong cái khu nào thì các thầy cô lưu. Đó, mình để desktop cho dễ nhé. Ghế này. Thì nếu mà sốt ngay trực tiếp thì các thầy cô phải gõ bằng tiếng Anh. Còn nếu mà đây, gõ tiếng Anh là chair, cái bàn là table, cái tay là arm vân vân. Đấy. Còn nếu mà không thì các thầy cô gõ bằng tiếng Việt ở Google, các thầy cô lưu sẵn vào rồi. Thì các thầy cô dùng upload. Đó, thì các thầy cô sẽ chọn tìm được cái ghế mà thầy cô đưa vào. Đấy. Thế là cái ghế nó tương đương với ghế bên này, được chưa? Ở cái bài lớp 2 có cái bài đồ dùng học đồ dùng trong nhà đấy. Cái ghế, cái chảo, cái gì đó. Đấy thì các thầy cô search, các thầy cô cho vào. Và đây, ví dụ mình xong nhá, đăng đi. Đây, đấy, cái ghế này. Đó, đấy, được chưa các thầy cô? Thầy cô nhìn thấy ảnh cái ghế này. Đây là toàn bộ ảnh của mình đấy, ảnh đấy. Chứ không phải chữ viết đâu. Được chưa? Các thầy cô đã biết cách lấy ảnh và đã biết cách chèn ảnh. Các thầy cô gõ phím 2. Nếu các thầy cô đã hiểu cách lấy ảnh và cách chèn ảnh, các thầy cô gõ phím 2. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Tài nguyên mình đã gửi rồi. Các thầy cô có thể copy để đưa sang. Rồi xong chưa? Lấy ảnh ạ. Mình lại nói lại một lần nữa lấy ảnh cho các thầy cô nhá. Ở đây nhá, thầy cô edit content này. Đây, ví dụ không phải cái ghế, bây giờ là cái bàn đi. Cái bàn. Đó. Ở đây là ảnh, các thầy cô sửa remove nó đi, remove để mất cái ảnh của người ta đi và các thầy cô lấy cái ảnh cái bàn vào. Thì các thầy nhấn vào đó. Cái này rất là phù hợp với môn tiếng Anh đúng không ạ? Thì các thầy cô nếu biết tiếng Anh, các thầy cô gõ table enter. Lập tức nó ra rất nhiều cái bàn cho các thầy cô. Đó, được chưa ạ? Lấy cái bàn sang chảnh này đi. Thế là nó hiện vào đấy. Còn nếu mà không lấy bàn này mà các thầy cô muốn lấy cái khác, ví dụ lấy cái quạt đi, các thầy cô lại remove đi. Muốn lấy cái quạt mà không phải ở trong kho, ở trong cái có sẵn này mà các thầy cô muốn upload lên, thì ở cái phần mà Google các thầy cô gõ cái quạt để các thầy cô lưu cái quạt về. Đó, lưu hình ảnh thành này. Nhấn chuột phải lưu hình ảnh thành. Mình thường để desktop, mình làm xong rồi mình xóa đi. Đó, thì các thầy cô trở lại bài của thầy cô, nhấn vào upload. Và lúc upload này thì các thầy cô lấy cái quạt mà các thầy cô vừa tải xuống, các thầy cô open nó lên là nó sẽ ra. Và lúc này các thầy cô đăng xong hết đi. Các thầy cô muốn là bài của thầy cô lớp 2 như là có khoảng 10 đồ dùng á, thì các thầy cô xóa bớt 2 đồ dùng này đi, các thầy cô đăng đi.
nói xong nói đến bây giờ đã bắt đầu rát cổ rồi các thầy cô. Lát mình hướng dẫn thầy cô quy di nữa là sợ hết giờ. Đó, quạt này, thấy chưa? Bàn này, đó, ghế này, đó, nó sẽ hiện như thế các thầy cô, thấy chưa? Các thầy cô đã hiểu, gõ giúp mình phím 2 nhé. Rồi mình chuyển sang nội dung khác. Thế là hết rồi đấy. Và cái này nó chỉ có thế thôi. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Quá hay phải không các thầy cô? Mà mình lại tận dụng toàn bộ cái tài nguyên của người ta. Riêng cái phần mà một số chữ bằng tiếng Anh ấy thì các thầy cô phải tìm cách từ những cái từ khác sử dụng bằng tiếng Việt vào đấy. Rồi. Vâng. Vâng, cảm ơn các thầy cô. Hy vọng rằng các thầy cô sẽ có những cái bài giảng rất là thú vị và hấp dẫn đối với học sinh. Bây giờ mình thôi đổi một tí. Cái quiz nó cũng hay nhưng nó không hay bằng cái này. Thì các thầy cô muốn chia sẻ lại cái phần quiz không, hay để lúc khác mình làm video mình gửi các thầy cô nhỉ? Thầy cô, bây giờ sợ là nó cũng muộn muộn rồi đấy. Các thầy cô vào dấu 9 dấu chấm này nha. Đó, các thầy cô tìm xuống cái phần công cụ. Nó có chữ chữ tool ấy. Đâu rồi? Sao lại không thấy công cụ không biết. À, các thầy cô vào tài liệu. Vào tài liệu của thầy cô nhá. Rồi các thầy cô đã vào được tài liệu, các thầy cô gõ phím 4. Đăng nhập Google và đăng nhập Gmail của mình và nhấn vào dấu 9 dấu chấm chỗ mà các thầy cô thường tìm Gmail ấy. Nhưng thay vì tìm Gmail, các thầy cô tìm chữ tài liệu, các thầy cô nhấn vào đó. Nhấn xong các thầy cô gõ phím 4. Hôm nay là các thầy cô bị rượu tường lừa rồi. Bật cam lên không tắt được cam đi. Bởi vì mình đã cài đặt lại cái vụ bật cam. Nhưng mà lần sau bật lên nhá. Rồi, được chưa ạ? Thế xong rồi bắt đầu một tài liệu mới này. Các thầy cô nhấn vào cái dấu cộng này này. Nhấn vào dấu cộng này. Đấy. Ở đây nó có rất nhiều, là có tệp này, các thầy cô có thể tải cái tệp của mình lên để các thầy cô chỉnh sửa. Các thầy cô có thể chỉnh sửa nó, rồi các thầy cô có thể chèn nhiều thứ vào trong đây. Nhưng mà bây giờ mình hướng dẫn các thầy cô nói thành văn bản. Thì các thầy cô vào tool hay còn vào công cụ ấy. Nếu mà tiếng Việt thì là công cụ, còn nếu tiếng Anh là tool. Vào công cụ đi ạ. Được chưa? Các thầy cô nhìn xuống dưới có cái mic này này các thầy cô này. Cái mic này. Nếu mà là tiếng Anh thì nó là cái gì nhỉ? Tiếng Việt nó là nhập dữ liệu bằng giọng nói. Đấy. Các thầy cô nhấn vào cái mic ấy. Đó, ví dụ bây giờ mình đọc thử nhá thầy cô nhá. Này. Khi mà các thầy cô nhấp vào cái mic đấy, nó hiện lên nút đỏ là nó bắt đầu nó ghi âm. À, nó ghi
nó nghe mà nó chuyển thành thành tiếng thành từ. Khi tắt ngang giải rừng thưa phải chúng tôi vào một khu đất trống chấm. Đó, ở đây nó không cho dấu phẩy dấu chấm giống như là cái Google dịch. Đấy, thì chúng ta để đấy đấy, chúng ta sẽ đọc luôn. Tới đầu dấu chấm thì các thầy cô dừng lại, xong lại tiếp tục này. Nơi đây có một ngôi nhà nhỏ như nhà người gác rừng. Đó chính là nhà của một gia đình khai hoang, phải đang sở hữu mảnh đất đã diệt hết cây rừng. Người chủ nhà đang trồng hoa màu và trồng quế. Đó, thầy cô thấy chưa? À quên, dừng. Đấy. Các thầy cô thấy chưa? Nhưng các thầy cô có một cái là các thầy cô phải đọc. Vâng, rất là tiện. Rõ ràng, gãy gọn thì nó không bị ghi thêm các cái từ khác vào, dù trồng quế kéo dài như thế lập tức nó ra chữ quế diệt hết cây rừng đây này, nó sai cái chữ cây này, mình đọc hơi nhẹt miệng phát là nó thành cái chữ khác luôn. Tất nhiên là từ cái dấu chấm thì các thầy cô nhấn dừng để các thầy cô đánh dấu chấm, sau đó các thầy cô đọc tiếp. Thế được chưa? Đấy là cách thứ nhất là sau đấy là các thầy cô vào tệp này. Các thầy cô có thể là tải xuống dưới dạng là FPT văn bản tuần túy hay như thế nào đó tùy các thầy cô. Là các thầy cô tải xuống dưới dưới máy của mình. Là cách thứ nhất, cách thứ hai là mình thường copy luôn một phát này, copy. Đó. Sau đó là dán sang bản Word. Alo, xin lỗi các thầy cô tí nhá. Alo, em mời chị đang dạy, em hẹn buổi chị buổi chiều tối sẽ không ấy được nhá. Mai đi, ban ngày nhá. Ban ngày đi nhá. Tối sẽ dạy. Vâng, thế được chưa? Còn mà khi các thầy cô làm từ một cái video các thầy cô phát ra thành cái chữ như thế này thì cũng dễ thôi. Ví dụ cái video các thầy cô lấy từ trên YouTube này, lấy từ cái bài giảng của các thầy cô, các chuyên đề đấy khổ lắm cơ. Nghe đi nghe lại 10 lần cũng không thể nhớ được. Thế thì mình về sau mình mới mò ra được cái cách này. Đó. Là các thầy cô mở cái video của đấy đây, của cái phần mà mình muốn đây. Thầy cô dí cái phần này. Món ngon với nước tương, chín xu nấm shiitake cần hết. Gà roti sốt nước tương. Nước tương chín xu nấm shiitake mới, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Các thầy cô đưa phần mic này lại gần cái phần loa. Xin chào các thầy cô, mình sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng phần mềm Zoom. Cách sử dụng như sau: thứ nhất là các thầy cô đăng nhập bằng nút sign in, sau đó là các thầy cô gõ cái mail mình đăng ký Zoom ấy và cái mật khẩu vào, sau các thầy cô sign in. Và từ đây thì các thầy cô nhìn thấy cái bánh răng này này. Thế có dí vào như thế là nó tự chạy thôi. Tất nhiên điều là cái âm thanh từ cái video nó ra thì nó sẽ không được nét bằng cái lời của mình nói. Ví dụ như thế này, phần mềm cách sử dụng đĩa sau như sau. Đó. Thứ nhất là các thầy cô
Đấy, thứ nhất là các thầy cô đăng nhập bằng nút sign in thì nó không, cái chữ sign ấy là nó không nhìn ra được. Đăng nhập này. Sau đó các thầy cô có thể bằng mail của mình. Đấy, có mail. Gmail của mình thì nó gọi là cái mail đấy. Đăng ký và cài mật khẩu và trong nút trong sign in nó nghe ra cuối sign, nhưng mà khi mà nói kia thì nó rất là rõ ràng, rõ nét, được chưa các thầy cô? Hôm nay chia sẻ đến các thầy cô nội dung đến thôi nhá, lần sau sẽ hướng dẫn các thầy cô tiếp, hôm nay là nhiều rồi đấy. Các thầy cô thực hành nhá. Vâng, cô Diệu Tường ơi. Dạ. Sao hỏi cô tí, ví dụ như lúc nãy mình vào sau thì mình thấy là khi phần đấy cô đang, mình đang dạy đúng không, muốn chia sẻ cho các con chơi trò chơi như thế thì các con vào bằng cách nào? Cô cho luôn, cô copy luôn cái đường link gửi vào cái ô chat cô ạ. À, gửi vào ô chat à? Vâng, gửi vào ô chat, học sinh nó gửi, nó sẽ nhìn luôn vào ô chat, nó nhấn luôn vào đấy. Dạ, còn vâng. Thầy cô nào thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng, cũng muốn hỏi cô xem là ví dụ như là trong một tiết dạy đấy, thế bây giờ mình mà muốn giao các con bài tập hay là để về nhà luyện tập thêm ấy, thì cô chia sẻ xem là mình nên giao bằng cái cách nào để cho các thuận lợi với cả các con cô tiểu học nhé. Cô cứ xây dựng các cái trò chơi như thế này, cô gửi cho học sinh, đảm bảo học sinh nó không phải làm một lần, mà còn những đứa nào nó thích cho nó làm đến tận 5-7 lần cho cô.